nói chung nói tiếng là ông lo làm. Có khi mà mặn mọi người về 12 giờ rồi xong bà nằm cái thức giật mình thức dậy 2:30 3 giờ rồi ra làm luôn. Con khổ lắm, giỏi lắm, bà làm suốt đêm đó nha. Từ đây về rồi bà vẫn còn làm sáng đêm, rất là thương bà ở chỗ này nha bà con cô bác. Cho nên khi bà kho bà cho hộp cơm cộng đồng mọi người ăn, người ta lại ta nói bà nấu hộp cơm quá chừng ngon, rồi làm cho bà cũng thấy người ta hết đói bà vui. Bà với ông làm không chứ? Rồi xin chào cả nhà, hôm nay thì mình giới thiệu với cả nhà một địa chỉ, một quán ăn chay của ông bà này đã ngoài 90 rồi ha mọi người, nhưng mà vẫn nấu cơm chay và tặng những người khó khăn. Đó là quán cơm chay Không Đồng ha mọi người. Ở đây là số 207 Nguyễn Văn Đậu. Đây mình cùng vào trò chuyện với ông bà ha. Sáng nay thì ông bà không cho cơm nhưng mà có cho bánh mì. Thì vẫn rất là nhiều người tới để hỏi cơm nha mọi người. Sáng cho bánh mì hết rồi. Sáng cho 300 mẫu bánh mì con. Tính nghỉ xả hơi bữa khỏe. Dạ. Hôm nay là chủ nhật cho nên bà nghỉ một ngày không cho cơm, nhưng mà buổi sáng sớm nay đã cho bánh mì. Là sáng giờ là mình nhận được bà này rau. Dạ, sáng giờ mình cho 300 300 ổ bánh mì hả bà sáng nay á? Bánh mì bị ngon lắm. Bao nhiêu ổ bà sáng nay mình cho? 300 đúng không? Đây là cái bảng của bà này mọi người. Cơm, rau củ Không Đồng nè. Đó. Bữa nay mệt quá nghỉ thì sáng cho bánh mì rồi. Nhiều người tới xin cơm của bà đó. Là cứ phải trả lời người ta liên tục. Cô đi chạy vô cô ăn bánh mì đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì. Đây là gian bếp của bà, có một số cô chú anh chị tới phụ bà nấu ha. Bếp chính là của bà đã hoạt động từ trước dịch tới giờ. Thì bây giờ mình sẽ trò chuyện với bà về quá trình làm bếp của bà như thế nào ha. Đây là những cái phần đồ ăn thực phẩm chay mà mọi người góp công và các cô chú này thì sẽ phụ bà chế biến, sơ chế. Chắc là công thức nấu nướng là của bà ha, cô mấy cô, dạ. Còn mình góp công ha, dạ. Hai ông bà luôn. Đây rau cải rồi bí rất là ngon ha mọi người. Ba con khỏe lắm, giỏi lắm, bà làm suốt đêm đó nha. Từ đây về rồi bà vẫn còn làm sáng đêm, rất là thương bà ở chỗ này nha bà con cô bác. Dạ. Vì xuống xanh đấy. Đây là gian bếp chính của mình đây hả bà? Dạ, mà hôm đó không có, tôi kể nghe, tôi chụm miễn dùa với lò than đá đó. Dạ. Chụm cái này nè, tao nấu sáng đêm mới sáng mới ra có nè. Cái nhờ mấy anh công ty đi ngang thấy gì anh nhào vô đổi cho bình gan 1,5 triệu. Rồi cô giáo bên đây chạy qua đổi cho ông bình nữa. Nấu đồ chay không thôi bọn bà. Đúng rồi, cho đồ chay. Rồi hột vịt hột gà đó người ta cho thì người ăn mặn nó thì bà luộc cho. Bà hỏi người nào ăn mặn người nào ăn chay đưa tàu hũ, ăn mặn thì lấy hột gà hột vịt. Đó, trong này cũng còn khá là nhiều rau củ mọi người góp vào cho bếp chay ha mọi người. Rau củ rất là ngon ha. Đó. Không đem được qua. Ôi, nói chung nói tiếng là ông lo làm. Có khi mà mặn mọi người về 12 giờ. Rồi xong bà nằm cái thức giật mình thức dậy 2:30 3 giờ rồi ra làm luôn. Vậy là ngủ được có 2 tiếng hơn 2 nhưng tiếng 3 có tiếng. Cái niệm Phật chứ ngồi thừa. Sao mà có sức. Lấy tinh trí thần mà. Bữa nào là thức sáng quá tới 4-5 giờ bà tính tắm đi ngủ với coi 5 giờ rồi bà dậy bà ngồi nửa tiếng à. Rồi về đi. Vậy ở bển còn bán bánh gì không? Dạ có bán bánh thịt nướng với lại con bánh chay. Con cảm ơn bà nha bà ơi. Rồi con chúc cho rồi mong cho bếp của bà sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân nha mọi người. Về rau củ quả được khoảng bao nhiêu phần một ngày bà? Có mấy thầy về tiếp thì được 300. Còn bình thường bà thì 150. Tức là bà có ngày xưa bà bán con trai thì có cho ông bú, nhưng mà thấy cái ngày đó mà mấy đứa ở tỉnh nó lên thành phố này, nó ở cầu chữ Y ở quận 8, nó con trai giống con vậy, nó rối, nó 3 ngày nó không dám xin ai, nó lợi là nó muốn xỉu hết rồi, nó khóc luôn á. Bà mới chạy qua bên Bách Quá Xanh, nó bà lụm đồ chiều nó bỏ bắp cải rồi này kia đó bà làm,
làm 30, 40, 50 gì đó. Cái nó lại nó lấy xe đạp nó chở về nó chia phân phát. Xong cái bà thấy được rồi cái bà hỏi bây giờ nó bán rẻ mà mua nó không bán thì nó rồi bà chạy qua lộ mà mua đồ mới. Mà mới bà làm gì bà thấy thôi bây giờ dịch rồi thì con mà không cho làm rồi phường nó dặn cẩn thận rồi để ra mày bàn. Thì bà thấy gì mọi người đang đói lúc này không làm lúc nào bây giờ. Rồi giao đồ trong nhà bà bán đồ chai còn đó. Thì bà đôi ra thì bà tính bán hết đồ là bà về miền Tây. Nhưng mà không ngờ có ông Chư đâu cũng lợi kịp thời. Cái ông hỏi là có đồ đạc gì không, rồi xong rồi có chú Tài Linh, Quyền Linh gì đó. Ông đem hai cậu ông lại ông chở ông cho rồi. Rồi cấp đó bữa đó bà hết tiền rồi bà chụm miếng dùa cái lò than đá bà nấu sáng đêm luôn đó. Nhưng mà tại vì cái lòng quyết tâm của bà cho mấy đứa nó đựng đói bà làm nấu bằng than đá mà chụm miếng dùa. Là rồi, bà rồi nấu anh, từ anh lúc Lộc anh đi ngang anh thấy anh chạy ba bốn lần nãy giờ mà còn thấy sáng mà còn nấu anh ghé lại nói bà cụ bà nấu cái gì tôi nói tao nấu cơm cho từ thiện. Anh nói chàng ơi rồi sao bình ga không nấu nó không có tiền đổi. Anh nhảy vô anh đổi cho cái bình ga 1,5 triệu rồi cô giáo đào cô kế bên cô nói bà không nói đâu. Cái cụ nhảy cô đổi cho cái lò nhỏ nữa cái cụ chạy mua đường phèn cho bà. Thì yeah. Vừa hết là có ông Sư này tới. Ông Sư tới ông mua đầy đủ 10 cây đường phèn đồ ổng mua thùng không. Tức là mọi người góp sức cho bà đúng không? Có chứ bây giờ mình làm là cái đúng là bà nghĩ rồi nhưng mà vì cộng đồng vì mọi người góp nhau để làm từ thiện giúp đời cho nên là bà rất là phấn khởi và không bằng nổi nhưng mà bà chỉ cho thầy với mấy đứa cháu làm. Nhưng mà không có đồ ăn được củ phai nhiều khi em này lên cho phai rồi này kia thì bà làm bì nhưng mà được ổ bánh mì chị này gửi lên thì bà làm thịt kho rượu dưa cải rồi bà chế ra rất là ngon chứ không phải mua đồ ngon làm mới ngon. Cho nên khi bà kho bà cho hộp cơm cộng đồng mọi người ăn người ta lại ta nói bà nấu hộp cơm quá chừng ngon rồi làm cho bà cũng thấy người ta hết đói bà vui. Bà với ông làm không chứ ai tiếp cấp đó dịch đâu ai tới đâu mới được. Đầu 200-250 giờ có mấy ông thầy này nhảy vô qua 300 qua 8 nồi cơm. Tôi mệt với bữa nay tính nghỉ một bữa rồi thầy nói cho bánh mì 500 tôi nó không nổi đâu 300 được rồi 500 làm mì mệt lắm. Con thấy vừa nãy bà còn nói là chú Quyền Linh tới tặng mình gạo nữa bà là tặng dạ, dạ gạo rồi chú hỏi các thứ cần gì chú đổ chú chở đồ lại cho bà rồi sau đó mấy đứa em nó thấy chú Quyền Linh lợi rồi nó mua bây giờ mày mà không biết năm nào cho hết đồ nó không chắc là chú Quyền Linh chú Quyền chú Quyền mà bên trên trên đài tình trăm năm đấy là Quyền Linh ha con ha dạ hai ông bà cũng có lên chương trình tầm trăm năm rồi con vậy đó vậy là chú Quyền Linh biết mình cái bữa đó không cái bữa đó chú cho em chú lại ngừng xe lại hỏi bà ơi tôi đi xe du lịch gì bà cho tôi ăn cơm hộp không tôi nói rồi, đây bà cho ở đây bà cho ai cũng cho rồi chú mở cửa xe ra chú nói đây có người đem đồ lại cho bà nấu là đồ của rồi, chú Quyền Linh đầy đủ hết trơn đủ kiểu hết trơn luôn. Bếp của mình được mấy tháng rồi bà bếp của mình được mấy tháng rồi bếp này tôi làm hồi dịch tới giờ đầu dịch tới giờ nhưng mà tôi tính làm nhỏ thôi bây giờ ở đâu ở gần đây người ta không ăn cơm đâu người ta nói nấu ngon lắm gạo không ngon bà phải mua về bà trộn nếp 20 lon là bà trộn 1 kg nếp thì nó gành dẻo mềm lại. Vậy là mình nấu xong rồi mình sẽ đóng trong từng hộp vậy là mình sẽ mang đi đâu để mình không mang đâu để ngăn cửa người ta chạy ngăn ta lấy rồi mày mình cứ để ở cửa giống đâu? Mày đói nè mày về bạn mày 7-8 người rồi thằng kia nó 7-8 người nó lại lấy rồi trong xóm có người giàu có người nghèo người ta ra người ta xin bà ơi bà cho tôi ăn hoài được người ta ra người ta lấy ngày 10 mấy hộp rồi mấy cái chỗ bị phanh dùng đó thì lấy người bên hẻm nó đem lại ngay chân cái đầu đó nó đưa cho mấy ông ấp tổ đó rồi mấy ông phường cấp đó cũng ăn cơm của bà nữa chứ đâu ăn mấy ông khu phố này cũng ăn nữa thành ra ngày mà nhà nước cho gạo mày nước cho gạo đó mấy ông đem lại cho mấy ông xin nói cho bà già nấu từ thiện người 4-5 bao người tao thấy rẻ mua 15 ngàn có 700-800 tao mua 2-3 tấn nữa. Con thấy bà cũng lớn tuổi rồi thì khi mình đi nấu mà nhiều phần như vậy thì mình có gặp những khó khăn gì không bà? Không, tại bà ở miền Tây mà dân miền Tây bà từng đi nấu cơm từ thiện bệnh viện Đa Khoa, bệnh viện Lao, bệnh viện Tâm Thần ở Phụng Hiệp rồi
bà đó là nghề của bà luôn rồi hả? Bà nói thì cái vậy con, là bà có nghề trong cái nghề nào? Xong ở đằng trước là sắp hết, là trong này bà bắt cơm lên, cái đó sắp hết là bà lấy bánh mì, bà để bột với lại sườn non vô là bà ra như hôm qua đó, là bà ra 100 cục thịt liền, có cho ngon được rồi, đâu phải cần phải mua đồ ngon mới là ngon. Vậy bà là bắt mấy đứa đó, mấy đứa đội xung phong đó, nó vô nó chép bánh mì, rồi chiên, chiên rất là nhanh, rồi ăn bánh mì, rồi phải tay đó, bà bắt gọt ra, bà trộn muối mặn chút, rồi bà đánh bột đồ vô, bà chiên đem ra. Cho tới bữa nay thì ngày một hôm ngày qua còn là nấu 12 nhiều, giờ nấu nồi thứ 8 nha, là 50 cái trứng gà, là 3 kg phải tay bà. Bà chỉ chiên thôi, cái lúc đó là cái người lao động cuối cùng rồi, cái người chạy xe ôm rồi. 8 nồi cơm luôn hả bà? Đúng rồi, ngày hôm qua là gần 8 người sẽ phụ mình. Rồi giống như là có nhiều cảnh bây giờ là nó đưa những người thất nghiệp về, thì nó không cho mình hay trước, nó điện nó lấy 150, bà nhường cái phần ở đây cho người ta đi trước, rồi ở đây giải quyết sau. Ngày Chủ nhật vừa rồi bà tính nghỉ, mở cửa người ta ngồi nhóc cửa chờ xin cơm, mà nhào vô sắp bắp cải và xào 120 gói mì. Bây giờ đó là bà không đâu, ở Đà Lạt các mối đầu mối gì nó cho xài không hết. Bây giờ bà kêu ngưng không lấy, từ nấm mèo, từ tôm khô, từ đậu phộng. Bây giờ không biết bao nhiêu nói đâu, bà không nhận nữa. Cho nhiều quá đúng không? Tại vì đủ cái, mình làm cái số đó là cái số đi cho những cái bếp cơm cộng đồng. Và những cái đứa ở Đà Lạt nó vô, nó đi cho những cái nhà tài thiện, từ thiện. Và ngày xưa nó cũng có xài thuốc, bà ở ngoài Bắc Hà Nội á, nó bắt lên cái clip, nó bắn vô tài khoản, nó nói bà còn tiền làm không, đặng con bắn vô, trời ơi con gặp bà. Hồi đó nó cũng xin thuốc đi rồi về vậy thôi, bà đâu nghĩ gì đâu. Con thấy trên mạng xã hội mọi người bình luận đó, mọi người kêu là hai ông bà lớn tuổi rồi sao mình không nghỉ ngơi đi, mà mình vẫn tiếp tục duy trì công việc này á. Tại vì nó không hiểu, cái tuổi bà sắp về chiều như mày còn nhỏ nè, tao sắp về xứ rồi, hiểu chưa, dám vào quan rồi, nhưng mà mình phải làm để lấy cái phước đức này và làm để cho con nó thấy đồng tiền ăn chơi xài cần kiệm để làm từ thiện. Một hộp cơm, mặc dù hộp cơm từ thiện bà đây bà nghĩ là một miếng khi đói bằng một rối khi no, có khi bà đói bụng bà ăn cơm một chén cơm dưới muối rất là ngon, vì cái chỗ đó mà bà làm không mệt. Nhất là lúc này là một đứa nhỏ nó ở nhà nó đâu được 2-3 cái muỗng, không có muỗng có hộp, nó chạy về hộp rồi nó nhà má nó có 2-3 trái bí rau nó cũng xách lại nó thành ra, rồi bà nấu rồi có khi không có hộp, cái mấy đứa lại xin cơm nó thấy gì nó chạy đi mua, thành ra cái sự cộng đồng quá nhiệt tình, cho nên bà không bỏ cuộc chứ bà tính hết đây bà về quê rồi với mấy ông sư đang nghĩ bà ở lại. Ủa bà đây là nhà của bà nhà hay là mướn 20 triệu? Nhà mướn luôn. Dạ, 3 tháng nay cô Dung không lấy tiền. Nhưng mà bà chủ nhà lại không lấy tiền luôn. May mắn là ông chủ mới điện lại, khi bà làm từ thiện gì tôi cho bà bán, không tới Tết khi nào tôi sửa nhà. Sửa nhà rồi tôi mới lấy. Ủa vậy là bà có mấy người con rồi bà? Bà 5 người con trai, một đứa gái, mấy anh có danh phận. Mấy anh làm thầu xây dựng, mấy anh cũng có nhà cửa đàng hoàng. Ở bên Campuchia thì ba người cũng cho bà mỗi tháng 500 đô rồi cấp lên đây, bà mới có tiền. Bà đổ thuốc tán amidan, hiêm son rồi nè. Mấy anh nuôi cưng lắm mà. Nhưng bà nói đừng có nóng ruột. Bà làm như vậy bà với ông á, là tụi con có phước rồi, mẹ với ba không từng vô bệnh viện. Giống bà và vợ, ông và vợ con. Một chút cứ vô bệnh viện, chút sốt, còn ba với mẹ quá tuyệt vời. Dạ, không rồi. Có bệnh hoạn gì hết trơn. Đến độ tuổi như vậy mà con thấy bác rất là khỏe, vẫn còn đi nấu. Đúng rồi, mình lo cho Phật. Và một cái may mắn hôm qua bà kể cho nghe, nếu mà con phải tin ơn trên chư vị và chư thiên. Đang ngồi một bầy nè, bà đụng cây quạt nó văng ra, bé Ngọc chứ Út. Nó văng nó bể cây ngạt ra, ngồi gì miếng bự không mà nó văng. Tới chỗ con thì cứ gớt ngay xuống. Rồi tới đứa bên kia nó gớt ngay xuống, có phải chư tiên chư vị chư thần che chở không? Thì đúng. Con có xem cái clip cái quạt trần ở trên nhà rất dạ dạ, ngày hôm qua đó là bà cầm cây rau nhà bà lao rồi bà vô tình vô ý nó đụng cái nó rẫy nó văng ra, mà người ta ngồi đang múc đồ ở chỗ xào đó nhóc ở trên mà nó không trúng ai hết. Thì bà rất là tin. Và một điều này nữa bà nói nha, bây giờ bà nấu bữa nay đó bà nghỉ rồi, hết đồ hết gạo rồi, nếu mà mấy ông đi kiếm đại gia nó đem đồ lại cho tôi làm, nói lâm râm vậy mà cái sáng mai là xe chú tài hoài linh gì tài linh gì chạy lại quyền chạy lên. Lại quyền rồi lên. Thêm hai đứa nào nó ở công ty nó lại đường mà 50 kg đó, nó vác 2-3 bao rồi cái ngày đó là có Út á. Rồi anh đem lại quá trời, nó bây giờ bà cần cái gì bà cứ điện cho con,
bà thiếu cái gì bà cứ điện cho con. Nói chung là bà đây là nhà ở ở dưới quê ở miền Tây là nhà bà gần cái nhà của ông Bảy Thiện á, chuyên môn giảng trên ông Bảy Thiện ở dưới ông cũng gần Bảy Thiện. Còn là con thấy sức khỏe bác cũng rất là khỏe, vậy thì còn bị tiếp nào không để mình giữ cái sức khỏe của mình tốt không bác? Cái sức khỏe bà ở đây bà bà mần mệt, có khi mà mần kẹt chuyện quá, người này xin kia xin nhiều quá và sức suốt đêm, nhưng bà dành thời gian là nghe Chí Tôn là câu đài nói là mình phải ngồi tịnh lấy tinh khí thần lợi, bà nhờ như vậy mà bà mới có sức khỏe đến ngày nay. Và khi mà thầy nói mình sống đây không phải ăn no mặc đẹp, mặc đồ gấm nhung cũng có tội nữa, dành bận bưu giải để lo giúp đời, cho nên bà thực hiện như vậy chắc lẽ thầy gia hộ lắm, ước cái gì có cái nấy. Bà sống ở đây bà muốn cái gì có cái nấy. Khi bà chủ nhà cũ nè, bà kêu dọn đi cho bà bán, tôi nói dọn, bà nói sao nhận gạo vô hoài mà dọn gì. Thì ông chủ mới ông lại nói bà khỏi dọn đi đâu đâu, tôi cho bà ở lại. Ôi con My ơi, tới thăm con My khỏe, với chú khỏe tụi con về nha. Ai nói gì chú cứ về. Rồi, thôi về đi. Quẩn chút rồi, rồi chạy rồi. Ăn ăn cái gì cái đi. Không, không ăn. Đóng góp vô, đóng góp ăn gì. Sáng sáng cho bánh lì bì nè, chưa lại một ổ nè. Nói chung là chị biết bà cũng thế này. Nói chung là lên đây là có chị Ngọc nè, có chị Ngọc nè, giống mình, như mình chạy thịt qua vậy. Chạy lại nha, giống như là ruột thịt bây giờ như là ruột thịt vậy đó. Dạ. Nè bì của bà ngon cô lắm nè, cô không có gì thì lén lén mà đưa cửa đem nè. Vô ê. Ví dụ đó ờ, cấp hà hồng cấp không được là tốt. Em này đem lên đó, ê thương với mình. Ủa, mày nè cấp đó đó chị này nè, đem đồ rau củ cho bà sợ bà không có ăn. Đâu cái này phần bánh mì này hồi sáng mơ bà cho 300 mẫu nè. Hồi sáng bà cho 300 mẫu bánh mì đó. Nè. Đó bánh mì đó là cho 300 mẫu bánh mì bì ngon lắm luôn á. Đó. Nói chung á chị nhà cũng bên quận 1 quận Phú Nhuận. Giống như chị cũng ăn quán chai Hữu Duyên. Rồi cô cũng ăn quán chai giống như bạn hẹn nhau học hỏi cô vậy đó. Mày thấy cái tấm cô tốt nên mình cũng đúng rồi. Ở đây chạy được qua chạy ở qua đây chạy có mấy chị em cũng như là mẹ mình vậy đấy. Dạ. Yeah. Đây là có cô này tới góp đồ cho bếp nha mọi người. Người thì góp gạo, người thì góp cờ no hoặc là những cái rau xanh, bột ngọt. Dạ. Ủa, mẹ qua gặp em này đúng không? Dạ. Qua đây à. Mới là hết nhà cũng không để mang qua. Cho em hỏi là chị thấy việc làm của mong bà hỗ trợ cho mọi người như vậy như thế nào? Dạ. Ở bên quận Gò Vấp mang gạo qua nhưng mà hơi cậu thấy cũng nói là bây giờ dạ, gỡ lấy cái gì ra nè. Về nhà có mình đang tin chỉ thì mới mang qua được. Dạ. Mình qua. Bà ngoại nó không dám chưa rồi xong chưa cả. Dạ dạ xong rồi.